Trong thời đại thông tin bị kiểm duyệt và có một đại dịch toàn cầu đang hoành hành, chúng ta nên tự hỏi, thực chất virus corona được tạo ra từ đâu? Nó hoạt động như thế nào? Nó đã bắt nguồn từ thời điểm nào và từ nơi nào? Liệu có một câu chuyện lớn hơn đang không được báo đài đưa tin, hoặc đưa tin không đầy đủ và chính xác? Nếu có thì ai là những kẻ liên quan? Đảng Cộng sản Trung Quốc, Trung Cộng có liên quan như thế nào? Và ngay từ đầu nó đã âm mưu điều gì? Ai là người đầu tiên bị nhiễm loại virus này? Chúng ta sẽ xem lại những bất thường xung quanh ca nhiễm số 0. Trung Quốc đang kiểm soát dịch bệnh này như thế nào? Bạn có biết rằng họ đang sử dụng thiết quân luật trong thời chiến để kiểm soát người dân không? Để hiểu được bức tranh toàn cảnh hơn, chúng ta cần đào sâu vào lịch sử, các mối liên hệ và phải phơi bày một số cá nhân hoặc tổ chức liên quan. Hãy chuẩn bị cho một loạt bất ngờ trong video này của chúng tôi về virus corona. Phần 2, tập đoàn Gian Trạch Dân. Chào mừng trở lại Edge of Wonder. Chúng tôi là người dẫn chương trình, Rob và Ben. Tình hình càng lúc càng căng thẳng nên chúng tôi nghĩ cũng nên tự bảo vệ mình một chút. Chúng ta chẳng bao giờ biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Một số người có thể nghĩ, ôi sợ đến hoang tưởng rồi, còn đeo cả khẩu trang các thứ. Nhưng thực ra thì chúng tôi phải điên đúng điệu cơ. Bạn biết không, các loại khẩu trang không giống nhau, và những người bạn của chúng ta ở Trung Quốc nên đổi hết từ khẩu trang y tế thành khẩu trang chuyên dụng dành cho thợ sơn. Bởi vì loại này có thể ngăn các vi hạt thâm nhập từ bên ngoài, và bạn phải đeo khít với cánh mũi. Trong khi khẩu trang y tế thực ra chỉ ngăn các bác sĩ phẫu thuật không vô tình văng nước bọt lên bệnh nhân. Theo tôi thấy thì đeo khẩu trang y tế cũng chẳng giúp được gì. Hẳn các bạn cũng đã hiểu đây là nỗi sợ hoang tưởng. Thực lòng tôi cảm thấy hơi khó chịu. Vì bạn biết đấy, có những thời điểm chúng ta nên cảnh giác và không nên chỉ trích người khác bằng cụm từ hoang tưởng. Bản thân tôi thì ít khi thấy cụm từ này trong bối cảnh nào ngoài kênh thời tiết. Nhưng dù sao thì chuyện gì cũng đúng nơi đúng lúc, phải không? Nhưng bạn biết không, Eric, người biên tập video của chúng tôi, đã lên tàu ngày hôm nọ. Cậu ấy trông rất kiểu Mỹ nha. Ừ, nhưng hơi gọn gàng tỉ mỉ. Nên một vài người phụ nữ đã nhìn thấy cậu ấy và thế là họ đeo ngay khẩu trang. Bạn biết không, tôi thường xuyên tiếp xúc người Trung Quốc. Trường hợp này là người châu Á. Và tôi không đeo khẩu trang. Chuyện đeo khẩu trang như vậy làm chúng tôi khá thú vị. Các bạn ơi, chúng tôi thậm chí còn không buồn thử bật kiếm tiền. Các video về virus corona của chúng tôi vì YouTube đang xóa các video và tắt kiếm tiền bất kỳ video nào nói về chủ đề này. Chúng tôi làm loạt video này bởi vì chúng tôi cũng có mối quan tâm cũng như các bạn, và chúng tôi không hề có ý định gieo rắc sự sợ hãi. Như chúng tôi vừa đề cập đến, chúng tôi đang cố gắng lý giải tại sao các kênh truyền thông lớn đều đang kiểm duyệt chủ đề này. Ý tôi là, con virus này đâu phải là do ai cố tình để sống ra đâu nhỉ? Hay biết đâu đấy, sau video có cả tiếng Anh và tiếng Hoa vừa rồi, chúng tôi đã nhận được rất nhiều thông tin được gửi đến từ các độc giả và từ một số nguồn tin đặc biệt. Sau khi xem video tiếng Hoa vừa rồi, tôi có cảm tưởng tôi nên để anh chàng ấy lồng tiếng Hoa cho tôi. Cứ hễ tôi phát biểu thì tôi nên để anh chàng nói thay tôi luôn. Ừ, ý tưởng vui đấy. Đội ngũ của chúng tôi đã rất xuất sắc trong việc chuyển ngữ video và tìm người thuyết minh. Lúc đó Cindy đang trong kỳ nghỉ, và cô ấy đã dành cả ngày chuyển ngữ video này ngay trong kỳ nghỉ đó. Nên chúng tôi rất biết ơn cô ấy. Cindy thuộc team của chúng tôi. Giờ thì các bạn biết rồi, người thuyết minh đã làm việc rất tuyệt vời. Chúng tôi cảm thấy chủ đề này rất quan trọng đối với người Trung Quốc. Họ cần hiểu và biết chuyện gì đang xảy ra, bởi vì rất khó để họ có thể biết được tình hình thực tế ở trong và ngoài Trung Quốc. Chắc chắn là vậy. Có lẽ chúng tôi sẽ sản xuất ra nhiều video hơn. Đây không phải là tập cuối cùng của chúng tôi. Trong tập vừa rồi, chúng tôi đã trình bày bao quát về virus corona là gì và rất nhiều nội dung lan truyền từ Trung Quốc đang phơi bày sự thật. Có quá nhiều khía cạnh cần nói đến và quá nhiều thông tin được tiết lộ mỗi ngày. Chúng tôi chỉ muốn đi thẳng vào chủ đề ngay trong tập này. Bản báo cáo. Đầu tiên, chúng tôi sẽ nói về một bản báo cáo ở Trung Quốc đang vẽ ra một bức tranh mới trong một buổi phỏng vấn với kênh YouTube The China Report được thực hiện bởi The Epoch Times. Ông Hoành Hà, chuyên gia phân tích chính trị về Trung Quốc, đã đề cập một vài sự thật đáng kinh ngạc
Ông đã giải thích về khía cạnh khoa học và kỹ thuật của con virus này. Tuy cả hai chúng tôi đều không thể hiểu được 100%, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giải thích cho các bạn, vì điều này rất quan trọng nhưng lại dễ bỏ qua, vì nó mất quá nhiều thời gian để hiểu về các cơ chế sinh học. Một sự thật thú vị mà ông nhắc đến là việc chủng virus corona đang hoành hành ở Trung Quốc này trùng khớp 100% với một chủng virus khác trong dữ liệu gen của Trung Quốc do quân đội Nam Kinh đăng tải. Ông giải thích rằng protein vỏ ngoài là cấu trúc bên ngoài của virus bao bọc vỏ capsid, mà vỏ capsid này chính là lớp vỏ protein của virus. Nói cách khác, protein vỏ ngoài được hình thành từ màng tế bào chủ. Protein vỏ ngoài của virus Vũ Hán khớp 100% với chủng virus được gửi lên bởi quân đội Nam Kinh. Chủng virus được gửi lên bởi quân đội Nam Kinh đến từ thành phố Jiushan, cách Vũ Hán hơn 1.000 dặm. Về Jiushan cũng là tên một loài dơi tại địa phương này. Chúng ta hãy nhìn vào bức hình chụp chủng virus này dưới kính hiển vi. Có những gai được gọi là gai H. Gai này cho phép virus bám lên các tế bào chủ để gây bệnh. Như vậy, để có thể lây nhiễm cho người, các gai H này cần phải tương thích với con người. Điều này cũng tương tự như cái chìa và ổ khóa. Gai H chính là chìa khóa và ổ khóa chính là các tế bào của con người và động vật. Như vậy, protein vỏ ngoài của virus Jiushan không thể nào lây nhiễm cho người, vì gai H của chúng không tương thích với con người. Kết luận, để có thể hoành hành ở Trung Quốc như hôm nay, virus corona Vũ Hán đã có một sự đột biến. Vậy liệu đó là đột biến tự nhiên hay là do sự can thiệp của kỹ thuật gen? Các bạn hãy lưu ý là gai H của virus Vũ Hán gần như khớp hoàn toàn với virus SARS. Chỉ có 4 điểm khác biệt. Như vậy, về cơ bản thì chúng tương đồng đến 96%. Vậy các bạn hãy suy nghĩ thử xem. Protein vỏ ngoài của virus corona thì có rất nhiều chuỗi trình tự khác nhau. Không thể nào có một chuỗi khớp 100% như vậy, vì đó là hai chủng virus từ hai nơi cách xa nhau với hai protein vỏ ngoài khác nhau, sự lây truyền của virus. Liệu có khả năng con người nhiễm phải chủng virus corona ở dơi không? Đúng là có khả năng đấy, nhưng không thể nào ở mức độ lây lan chúng ta đang thấy như hiện nay được, trừ phi nó được lây lan qua ô nhiễm nước, ví dụ như làm ô nhiễm nguồn nước Vũ Hán, hoặc một nhà máy cấp nước chủ đạo, hoặc một người bị bệnh nặng đã tiếp xúc với hàng đống người. Ý tôi nói tiếp xúc ở đây hẳn là họ phải hẹn hò với cả hàng ngàn người. Hẹn hò thân mật luôn, kiểu như... Nói cách khác, khả năng một con dơi nho nhỏ có thể gây ra một trật đại dịch toàn cầu như thế này sẽ cần đến một tỷ lệ virus lây nhiễm cực kỳ lớn trong mỗi milimét khối. Theo ông Hoành Hà, việc này cực kỳ hiếm khi xảy ra. Việc hai chủng virus Vũ Hán và Nam Kinh tương đồng với nhau 100% là thực sự khó tin. Một việc kỳ lạ là tờ Euronews đã đăng một bài báo với tựa đề "Liệu COVID-19 có thể lây lan qua đường dẫn nước? Câu chuyện cách ly ở Hồng Kông". Các cơ quan y tế ở Hồng Kông đã cách ly gần 100 người dân ngủ ở cùng khu chung cư khi có hai người có kết quả dương tính với virus corona. Bài báo này nói, hai bệnh nhân bị nhiễm virus gồm một cụ bà 62 tuổi và một cụ ông 75 tuổi, sống ở hai tầng khác nhau của chung cư Khang Mỹ Lâu, đã dấy lên nỗi lo rằng virus có thể lây lan qua ống thoát nước. Đây sẽ là cả một vấn đề nếu điều này xảy ra ở Trung Quốc. Nhưng chưa hết, có một điều làm chúng tôi thắc mắc là tờ The Epoch Times đã đăng một bài báo tựa đề "Các nhà khoa học Hồng Kông đã phát triển công nghệ phát hiện virus corona nhưng bị từ chối tài trợ". Chúng tôi không thể hiểu nổi tại làm sao mà họ không được nhận tài trợ. Bill Gates đã tài trợ cho viện Fulbright và các công ty khác rất nhiều tiền để tìm phương thuốc nhưng lại không tài trợ dự án này. Ngoài ra, Jeff Bezos cũng đang quyên tặng 10 tỷ USD để chống biến đổi khí hậu, nhưng không thể chia cho dự án Hồng Kông này một xu nào. Và Bill Gates thì vẫn đang tài trợ hàng tỷ USD, nhưng hẳn ông ấy đã bỏ sót dự án này. Ừ, hẳn là vậy. Đó cũng là cả một chủ đề, nhưng điều đó dẫn đến một câu hỏi. Tại sao Trung Quốc lại dẫn đầu thỏa thuận khí hậu Paris? Cũng một điều để suy nghĩ đấy, nhưng quay trở lại bài báo, nói rằng họ không hiểu tại sao dù mọi thứ đã sẵn sàng.
Họ bị từ chối tài trợ để có thể triển khai. Bài báo viết rằng hệ thống có thể được vận hành bởi các y tá hoặc trợ lý phòng thí nghiệm. Họ chỉ cần cho mẫu của bệnh nhân vào máy để nhận kết quả. Tuy nhiên lại không nhận được tài trợ. Quái lạ thật. Và chuyện càng lúc càng trở nên kỳ quặc hơn. Từ hồi 18 tháng 9 2019, sân bay Thiên Hà Vũ Hán đã thực hiện một cuộc diễn tập khẩn cấp. Trong đó, hải quan sân bay lên kế hoạch dự phòng cho trường hợp có hành khách nhiễm virus corona. Diễn tập cũng là chuyện bình thường, nhưng trong số cả 10.000 loại virus thì họ đã chọn virus corona. Và chuyện này xảy ra chỉ vài tháng trước khi đại dịch bùng phát ở Vũ Hán. Nhưng trước khi chúng ta đào sâu hơn, hãy quay lại chủ đề của ông Hoành Hà, được phỏng vấn bởi The China Report. Ông nói ông không thích quy cho thuyết âm mưu, nhưng ông hoàn toàn không tin rằng tự nhiên đã sinh ra loại virus này, nghĩa là nguồn gốc ban đầu của virus corona này là từ dơi. Nhưng rồi ai đó đã làm đột biến để có thể gây nhiễm cho người trên diện rộng và đồng thời sử dụng virus SARS để biến đổi nó. Ngoài ra thì virus luôn thay đổi, khí hậu, thời gian, các nhóm người khác nhau, cũng như nhiều nhân tố khác sẽ thay đổi cấu tạo của virus một chút. Thế nhưng, nghiên cứu cho thấy rằng, dù là ở ai, người nước nào hay địa phương nào thì cấu trúc của virus corona này vẫn y nguyên. Không có bất cứ một thành phần nào thay đổi. Điều này cực kỳ phi tự nhiên, và đây cũng là một điều các kênh truyền thông chính thống không hề nhắc đến. Nếu so sánh thì việc này tương tự như tạo ra một phần mềm máy tính. Bạn có thể kết hợp hai phần mềm khác nhau thành một phần mềm mới tùy nhu cầu của bạn. Nhưng cũng như các phần mềm virus này không hề thay đổi, trong khi virus bình thường thì đều tiến hóa mỗi khi nó thâm nhập một vật chủ khác. Chính xác. Bất chấp thời gian và sự thay đổi môi trường, sự phát triển virus. Trung Cộng đã vung tiền nghiên cứu để tạo ra các chủng virus từ động vật có thể lây lan cho con người. Thực ra thì vài năm trước đây họ còn rất tự hào về điều này. Có một vài nhóm chuyên nghiên cứu những virus này. Họ sẽ lấy những virus không thể lây nhiễm khác loài và làm cho chúng có thể lây khác loài và thậm chí là lây nhiễm cho người. Làm hay đấy. Đoán xem nào, nhóm nghiên cứu chủ chốt về lĩnh vực này nằm ở Vũ Hán và có cả một phòng thí nghiệm an toàn sinh học cấp độ 4, đồng nghĩa với mức độ bảo mật cao nhất. Nghĩa là họ được phép thí nghiệm các chủng virus nguy hiểm nhất hành tinh. Nhóm nghiên cứu ở viện này đã nghiên cứu lĩnh vực này mấy năm nay và thậm chí còn xuất bản một bài báo khoa học trên tờ Nature hồi năm 2015, khoe khoang rằng họ đã có thể làm cho virus corona ở dơi lây nhiễm được cho người. Xin nhắc lại là làm hay đấy. Nói cách khác, Viện Virus học Vũ Hán đã tạo được chủng virus corona này mãi từ hồi 2015 tại phòng thí nghiệm P4 của họ. Họ thậm chí còn nói họ đã kết hợp được hai chủng virus làm một để lây nhiễm được cho người. Viện Hàn Lâm Khoa học Trung Quốc là cơ quan chính giám sát phòng thí nghiệm này. Và chúng tôi sẽ sớm nói thêm về điều này. Nhưng đây không phải thuyết âm mưu đâu nha. Tất cả đều được quân đội Nam Kinh gửi lên các tạp chí học thuật phương Tây. Một trong số đó là bài báo trên tạp chí Nature với tựa đề Một cụm virus corona dơi tương tự SARS cho thấy khả năng lây nhiễm cho người. Tuy nhiên, tác giả chính của nghiên cứu này lại nói rằng cô ta chưa bao giờ phát biểu điều này dù được đưa tin đầy trên các trang web tiếng Hoa. Mới đây, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã thông báo trên báo chí về việc tiến sĩ Charles Lieber, một giáo sư đại học Harvard, đã đồng ý giúp đỡ Trung Cộng với tư cách nhà khoa học chiến lược cho Đại học Công nghệ Vũ Hán. Cậu nói gì? Chính xác đây là câu hỏi trong đầu chúng tôi lúc này. Cái gì? Ừ thì đấy. Trung Cộng trả cho ông ta hơn 50.000 đô một tháng, cộng thêm các chi phí sinh hoạt khác là 150.000 đô nữa, và thậm chí còn tài trợ cho ông ta 1,5 triệu đô để thành lập một phòng nghiên cứu. Trong câu chuyện này thì ngoài Lieber đã nói dối với chúng ta và các quan chức, cũng như Harvard, còn một người Trung Quốc khác tên là Diệp Duyên Khánh, một nhân viên nghiên cứu của Đại học Boston. Hóa ra cô ta là trung úy trong quân đội Trung Quốc. Ôi, chuyện này phổ biến mà. Cô ta đã nộp hồ sơ xin visa Mỹ. Cô ta chỉ là... Trời ạ, họ có thể phanh phui chuyện này ra đấy. Tôi chỉ là trung úy quân đội của Trung Cộng thôi mà. Có phải chuyện gì to tát đâu. Ừ, và quân đội sẽ gặp cô ấy và nói, trung úy, cô thích đi đâu thì đi. Cô có phải người theo Trung Cộng hay gì đâu.
Khi người Trung Quốc nộp hồ sơ xin visa, thẻ xanh hay bất kỳ giấy tờ căn cước nào ở Mỹ, họ sẽ phải khai báo với chính quyền liệu họ có phải đảng viên hay không. Tôi không biết là do chuyện gì, có lẽ vì họ đã giết hại rất nhiều người chăng? Nếu họ khai báo họ là đảng viên, khả năng cao họ sẽ bị từ chối cấp visa vì điều đó cho thấy họ sẽ luôn trung thành với đảng. Cơ chế tẩy não hoạt động như thế đấy. Người thứ ba có liên quan là Trịnh Táo Tùng, được tài trợ bởi Harvard và làm việc tại trung tâm y tế Beth Israel Deaconess. Trịnh đã đánh cắp 21 ống nghiệm sinh học để tuồn ra khỏi nước Mỹ. Ông ta đã đặt chuyến bay trở về Trung Quốc vào ngày 9 tháng 12, 2019, nhưng bị bắt ở sân bay Logan. Lúc đó ông ta vẫn còn cố chối cãi với các sĩ quan liên bang về món đồ ông ta mang theo. Thái độ đó thì chẳng là gì, mối liên hệ với các quan chức chính phủ. Nhưng tại sao Vũ Hán lại là nơi quan trọng thế nhỉ? Vũ Hán là tuyến giao thương chính giữa Bắc và Nam Trung Quốc, nên có thể xem Vũ Hán là nơi trung tâm. Bất kỳ ai nắm được Vũ Hán sẽ dễ dàng thâm nhập rất nhiều thành phố của Trung Quốc. Hiện tại, cựu lãnh đạo Giang Trạch Dân đang kiểm soát toàn bộ Thượng Hải, còn đương kim chủ tịch Tập Cận Bình thì nắm Bắc Kinh. Giang là một kẻ cực kỳ độc ác. Nếu so với thế giới phương Tây, thì hắn như là George Soros, David Rockefeller, Rothschild, Clinton và Bush nhập vào làm một. Bạn hiểu vấn đề rồi chứ? Tay Giang vấy máu còn nhiều hơn bất kỳ ai khác trong thời đại ngày nay. Thậm chí hắn giết người còn nhiều hơn bất kỳ ai trong quá khứ nữa đấy. Bạn không hiểu tại sao ư? Vì hắn chính là kẻ đầu sỏ đứng sau nạn mổ cướp nội tạng trái phép ở Trung Quốc, cũng như vô số cái chết của các Kitô hữu và các nhóm dân tộc thiểu số khác. Hắn là kiểu người thà hủy diệt cả một thành phố có vô số người dân còn hơn bị bắt hay bị giết. Nhưng tên này già lắm rồi, hắn đã gần 94 tuổi rồi. Và gần 2 năm nay không ai thấy hắn xuất hiện công khai nữa cả. Giờ thì con của Giang, Giang Miên Hằng đã tiếp quản phần lớn đế chế của cha mình. Cả hai quản lý gần như mọi thứ ở Thượng Hải, từ trường học, đại học, các tổ chức, ngân hàng và các công ty năng lượng và kỹ thuật, và đã tích lũy cả gia tài nhờ bê bối, hối lộ, dối trá, tham ô và giết người. Đây chính là cái mà người ta gọi là Tập đoàn Thượng Hải. Giang Miên Hằng cũng là Phó Viện trưởng Viện Hàn Lâm Khoa học Trung Quốc. Viện này giám sát Viện Virus học Vũ Hán. Đến tận năm 2011, ông ta mới buông tay vì lý do tuổi tác. Nhưng tôi đoán là chuyện này không dính líu gì với những gì chúng ta đã đề cập trước đó. Ông ta thậm chí còn thuê Neil Bush, con trai Bush cha, về làm cố vấn kinh doanh. Ôi, chuyện càng lúc càng hay. Trưởng viện Virus học Vũ Hán là Vương Diên Dật, cùng chồng là Thư Hồng Binh, chủ nhiệm khoa của trường đại học Vũ Hán. Và dựa trên những gì chúng tôi nghe được và tra cứu được là Giang Miên Hằng đã đưa Thư Hồng Binh lên lãnh đạo trường đại học, sở hữu một trong các trường y khoa nổi tiếng nhất Trung Quốc. Vũ Hán là thành phố đi đầu trong mổ cướp nội tạng trái phép, các học viên Pháp Luân Công và các Kitô hữu chính thống. Có vẻ như Giang vẫn nắm quyền kiểm soát tuyệt đối ở Vũ Hán và Thượng Hải. Và vì hắn không thể kiểm soát Bắc Kinh, nên đã quyết lấy một trong những thành phố trung tâm nhất của Trung Quốc, tức Vũ Hán, và để cho chuyện mổ cướp nội tạng không bị chậm trễ, Giang đã cho tay chân của hắn rất nhiều quyền lực. Từ đó trở đi, Vũ Hán nằm trong quyền kiểm soát của Giang. Còn rất nhiều vấn đề trong câu chuyện của Thư Hồng Binh. Lúc trẻ ông ta nghèo khổ và học kém, nhưng sau, rồi lại đổ Đại học Lan Châu với điểm cao nhất lớp hồi những năm 80. Ông ta kiếm được một công việc ở Mỹ và mỉa mai thay. Năm 2011, ông này được bầu làm viện sĩ Viện Hàn Lâm Khoa học Trung Quốc và rồi trở thành chủ nhiệm khoa Đại học Vũ Hán. Nghe cứ như câu chuyện ở Hollywood về một người không quá tài năng, nhưng ký được một hợp đồng đắt giá và bán được rất nhiều album, nhưng không ai hiểu được tại sao, là nâng đỡ một chút ấy mà. Ông ta cũng theo học Gary J. Nabel, giám đốc khoa học kiêm phó chủ tịch cấp cao của công ty dược pháp Sanofi. Nabel thậm chí từng nói ông Thư là một trong những học trò giỏi nhất của ông ta. Và tôi chỉ muốn nhắc các bạn rằng lãnh sự quán Pháp ở Vũ Hán chỉ cách Viện Virus học Vũ Hán một con phố. Chúng tôi chắc chắn sẽ tiếp tục nghiên cứu công ty Pháp này, bởi vì dù mới nhìn sơ qua, nhưng chúng tôi đã thấy rất nhiều vấn đề. Họ cũng đang nghiên cứu thuốc chữa cho virus corona. Có vẻ công ty này đóng một vai trò nào đó, nhưng chúng tôi sẽ để dành cho tập tiếp theo.
đi thẳng vào ca nhiễm số 0. Video này khá dài và chúng tôi không muốn nó bị ngắt quãng. Nên chúng tôi quyết định chia ra làm hai tập và tập tiếp theo sẽ được đăng vào ngày mai. Chúng tôi cũng cần thời gian để biên tập lại. Nên chúng tôi nghĩ tốt hơn là nên cắt làm hai phần liền nhau. Chúng tôi đang cố gắng thu thập được tối đa thông tin về virus corona, vì nó đang là chủ đề nóng. Mọi người đều muốn được cập nhật thêm tin tức. Chúng tôi cũng vậy, và chúng tôi đang có hàng tá thông tin, nên không thể nào dùng hết vào một tập được. Vậy nên hãy ngồi yên và chờ xem kênh của chúng tôi vào ngày mai nhé. Ôi, nhận diện khuôn mặt của tôi đang không hoạt động, tôi không biết tại sao. Nói cách khác, khả năng một trận đại dịch, đậu dịch, địa dịch, đọc nhầm chữ. Công ty dược Pháp mang tên Sanofi. Đọc có đúng không đấy? Sanofi.